Hôm nay tôi ăn cơm no quá. Thì tiếng Hoa nó sẽ là Jin ten wo chu fan hen bao. Tiếng Quảng nó sẽ là Căm mặt ngọ sạch phàn hủ bảo. Ok, chào các bạn đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục. Ngày hôm nay của các bạn trải qua như thế nào? Xem kênh của mình đã lâu thì các bạn có biết một sự thật là thực ra mình là người Hoa không? Wow. Nên là hôm nay, một ngày đẹp trời, mình sẽ cùng mọi người nói về những lầm tưởng của nhiều người đối với người Hoa ha. Nếu mà đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh của mình, hoặc là không phải là lần đầu tiên, thì cũng hãy để lại một lượt đăng ký cũng như là nhấn vào nút chuông để nhận thông báo cho những video tương tự ha. Lầm tưởng đầu tiên là về cái bánh tổ. Trong một buổi học tiếng Trung của mình á, thì khi mà học tới bài chúc Tết á, sẽ đề cập tới cái hình ảnh cái bánh tổ. Thì lúc này á, có một bạn mới hỏi là: "Ủa cô, có phải cái bánh tổ là cái bánh mà màu nâu vàng?" Trong đầu mình nghĩ là đúng rồi chứ còn gì nữa, nhưng mà sau đó bạn nó nói thêm đó là cái bánh có cái vị cay cay của gừng ở trên có rắc mè lên đúng không. Thì sau khi nghe cái điều đó, mọi người trong lớp bàn tán sôi nổi một hồi luôn, vì trong đầu mọi người định hình cái bánh tổ là cái bánh tổ của người Hoa, còn cái bánh tổ mà bạn đang nói nó cũng tên là cái bánh tổ luôn, nhưng cụ thể nó là cái bánh tổ của người miền Trung, cụ thể là người Hội An. Bánh tổ của người Hoa thì nó sẽ có loại màu vàng, bên cạnh đó thì cũng sẽ có loại màu trắng ngà, tùy vào loại đường mà được bỏ vào lúc làm bánh. Bánh tổ thì tiếng Quảng được gọi là niền cố, dịch qua tiếng Việt nghĩa là năm cao, là một cái từ đồng âm, có nghĩa là một năm mới thì có nhiều điều tốt đẹp hơn năm cũ. Trên mặt của bánh tổ người Hoa là nó sẽ có in cái dòng chữ là vạn sự như ý hoặc là năm mới phát tài, màu đỏ, quan trọng là màu đỏ. Đó là cái lý do khiến cho loại bánh này trở thành loại bánh không thể thiếu trong những ngày Tết. Bánh tổ của người miền Trung á, thì mình chưa có cơ hội được thử qua, nhưng mà theo sự tìm hiểu của mình nha, thì khi mà được du nhập vào miền Trung, gừng đã được thêm vào bánh. Sở dĩ theo mình nghĩ nha, thì do người miền Trung họ sẽ có cái thói quen đó là thích ăn cay nồng, do thời tiết nè, thói quen sinh hoạt nè, cũng như đây là một cái vùng mà gần biển sẽ có nhiều hải sản, và cay nồng như vậy đó, nó sẽ lấn át được cái vị tanh của hải sản. Và nói về đồ ngọt mà thì đâu thể nào mà thêm ớt nè, tỏi nè, tiêu, nên là gừng là một cái sự lựa chọn được thêm vào bánh, mình nghĩ là như vậy. Một điểm khác biệt nữa của hai chiếc bánh tổ này đó là một chiếc á, nó sẽ được bao lại bởi túi đựng thực phẩm. Còn chiếc bánh tổ của người Hội An á, thì sẽ được bọc lại bằng lá chuối. Lầm tưởng thứ hai cũng là về món ăn luôn, đó là món thịt kho tàu. Khi mà nhắc tới thịt kho tàu á, thì chắc là nhiều bạn sẽ nghĩ nó là của người Hoa đúng không? Nhưng mà khi mà đem món ăn này á, đi hỏi những người Hoa sinh sống lâu đời ở đây á, thì họ sẽ nói với bạn là người Hoa sẽ không có cái món ăn này. Thịt kho tàu á, là cái món ăn thịt kho với là hột vịt, và sẽ có nước dừa ở miền Nam và không có nước dừa ở miền Bắc. Như bạn nghĩ là món ăn này là của người Hoa do cái chữ tàu ở phía sau. Vậy thì á, chữ tàu nó có nghĩa là gì? Qua những cái câu chuyện truyền miệng xa xưa á, khi mà tàu thuyền chuẩn bị ra khơi, người ta sẽ kho một cái nồi thịt để mà có thể ăn được nhiều ngày khi mình lên đên trên tàu. Đó là cái lý do mà cái món thịt kho này được gọi là thịt kho tàu. Và chữ tàu trong văn hóa miền Tây nó có nghĩa là vị lờ lợ. Món thịt kho tàu á, hay nôm na gọi là thịt kho lạc á, là bởi vì cái hương vị lờ lợ của món ăn có thể ăn được trong nhiều ngày. Nói là người Hoa không có món ăn này chứ nhà mình á là kiểu là khá là quen với lại những cái văn hóa và món ăn của người Việt á, và đặc biệt là mẹ mình rất là thích ăn bún riêu. Vào những ngày Tết nha, khi mà bước vào bếp á là mình sẽ không thấy gì ngoài cái nồi kho thịt trong gia đình ra. Ngán lắm luôn. Lầm tưởng thứ ba
cứ là người Hoa thì auto biết tiếng Trung, không có cần học làm cái gì hết á. Phải không? Mình thấy có rất là nhiều bạn thắc mắc về cái vấn đề này luôn. Thì cũng trong cái lớp học tiếng Hoa của mình á, khi mà mình được cô khen trộm vía, có một bạn á mới ý kiến với cô là: "Ủa cô, Ký nó là người Hoa, nó học tiếng Trung giỏi là đúng rồi." Nhưng mà sau khi bạn đã ý kiến á, thì có một cái em ngồi ngồi kế bên mới nói là: "Ủa chị, em cũng là người Hoa nè mà em có học giỏi tiếng Trung đâu, phải giải thích làm sao đây?" Mình là người Hoa gốc Quảng Đông, từ nhỏ rồi mẹ mình á vì sợ mình bị mất gốc nên là đã đặt ra một cái quy định á, đó là không biết ở ngoài ăn gì nói gì, không cần biết nhưng mà đã về nhà nói chuyện với những người trong gia đình thì phải dùng tiếng Quảng. Chính vì cái quy định này, cái thói quen này mà mình khi mà lớn lên thì mình rất là biết ơn luôn. Tiếng Trung hay còn gọi là tiếng Hoa, tiếng phổ thông, tiếng quan thoại. Thì khi mà các bạn xem những cái bộ phim của hãng TVB, một cái hãng phim tại Hồng Kông á, thì những cái bộ phim ấy nó sẽ nói tiếng Quảng. Còn những cái bộ phim xuyên không nè, ngôn tình nè, những bộ phim ấy á, nó sẽ nói tiếng Trung hay còn gọi là tiếng phổ thông. Dù nha, hầu như hiện nay thì tiếng Quảng á, nó sử dụng chung một cái bộ chữ viết với tiếng Trung nhưng mà cái cách đọc á, nó không có giống. Lấy một cái ví dụ đi. Hôm nay tôi ăn cơm no quá. Thì tiếng Hoa nó sẽ là Jin ten wo chu fan hỉnh bao. Tiếng Quảng nó sẽ là căm mặt ngọ sạch phàn hủ bảo. Phải nói thêm là ngoài gốc Quảng ra thì sẽ còn gốc Phúc Kiến nè, Triều Châu nè, Hẹ nè, Hải Nam nè. Những gốc này cũng sẽ có ngôn ngữ của riêng mình, nhưng mà nếu mà giao tiếp chung á, thì họ sẽ thường dùng tiếng Quảng để mà nói chuyện với nhau. Tóm lại là giống như một bạn người Việt, bạn cũng phải đi học để mà biết mặt chữ nè, rồi nâng cao cái khả năng dùng từ của mình, thì người Hoa cũng giống như vậy. Từ nhỏ ha, có thể là họ sẽ có cái gốc Hoa của họ, mình không nói những trường hợp bị mất gốc. Thì việc họ chọn học tiếng Trung á, là để họ biết cái mặt chữ và phát âm cái chữ đó theo tiếng Trung như thế nào. Âu á, nó cũng là một cái sự nỗ lực hết á, chứ không phải là sinh ra là đã giỏi tiếng Trung liền đâu mọi người. Lầm tưởng thứ tư á, đó là lầm tưởng con mèo và con thỏ trong 12 con giáp. Nếu mà các bạn để ý á, thì 12 con giáp của người Trung Quốc nó sẽ khác người Việt, khác nhau ở hai con là con mèo và con thỏ. Đó cũng là cái lý do mà năm nay khi mà chọn đề canh dán tường á, cứ thắc mắc hoài là: "Ủa tại sao mà không có cái hình con mèo mà thay vào đó lại toàn hình con thỏ thôi?" Sẽ có hai lý do, đó là về truyền thuyết chạy đua của 12 con giáp ở Trung Quốc. Con mèo có nhờ con chuột là hôm đó đánh thức nó dậy. Con chuột đồng ý nha, nhưng mà tới hôm đi thi á, thì con chuột không đánh thức con mèo dậy, một mình ung dung chạy về đích. Tới khi con mèo tỉnh dậy á, thì cũng đã là trưa trời trưa trực rồi. Nên là kể từ đó con mèo rất là ghét con chuột. Ngoài là một xíu đi, một cái cuộc thi quan trọng, cái sự kiện quan trọng như vậy á, nếu mà trách người ta nha, thì cũng nên nhìn lại chính bản thân mình. Có phải là mình đã quá ỷ lại, mình đã quá chủ quan rồi không? Biết là một cái sự kiện quan trọng như vậy mà không có chuẩn bị kế hoạch B, đó là cái lời nhắn nhủ tới con mèo nếu trong cái truyền thuyết này. Còn về phiên bản chạy đua của 12 con giáp ở Việt Nam á, thì nó cũng tương tự như vậy, nhưng mà có điều á, là lần này chú mèo có tham gia và thới cho vị trí của con thỏ. Và một số ý kiến nha thì cũng có nói thêm rằng á, là tại vì con mèo á, nó là anh em của con hổ, nên việc bước chân vào cái hàng 12 con giáp á, và ngay sau con hổ á, nó là một điều có thể hiểu được. Còn về lời giải thích thứ hai á, là nó liên quan tới điều kiện tự nhiên ở hai quốc gia này. Ở Việt Nam nha, thì mèo sẽ khá là thân thuộc và là vật nuôi lâu đời của con người hơn là thỏ. Còn ở Trung Quốc á, thì việc thuần hóa mèo diễn ra tương đối muộn và trước thời Hán á, số lượng mèo rừng tương đối ít và có phần không có gần gũi với con người. Ok, đó là những cái lầm tưởng và mình đã thu thập và hỏi ý kiến của mọi người xung quanh. Bạn còn một cái lầm tưởng nào không?
bạn có thể comment phía bên dưới để mình có thể ra thêm những cái video để mà phục vụ cho những cái thắc mắc của các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và xem hết video này ha. Và cũng cảm ơn vì đã để mình có cơ hội tạo ra một vài khác biệt trong cuộc đời của các bạn. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. À quên, cái kỳ cục có phiên bản podcast. Các bạn có thể tìm xem ha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.